Truyện tích thứ 98, chuỗi hạt mân côi với giờ lâm chung của mọi người. Có một điều chắc chắn là chúng ta ai cũng phải chết, dù vua quan chức quyền cao sang thì rồi cũng phải chết, mà chết rồi thì ai cũng như ai. Vì thế ngạn ngữ Pháp có một câu nói rất bất hủ sau đây: tất cả mọi người đều ngang hàng với nhau sau khi chết. Khi chết rồi, không còn ai thống trị ai, cai trị ai nữa. Thiên Chúa xét xử rất công bằng. Mọi người đều phải trả nợ Thiên Chúa bằng những câu trả lời. Có làm tròn nhiệm vụ được giao phó hay không? Người ta sống ở thế gian này như là một tấn tuồng cải lương, các vai trên sân khấu đủ thành phần vua chúa, hề cải lương, thằng bé giúp việc. Nhưng hễ ai vào vai nào xuất hiện mà đóng đúng vai của mình thì khán giả thích thú vỗ tay khen ngợi. Còn những vai nào dù đóng vai vua chúa mà không lột được bộ mặt thật như vua thì cũng người bị người ta chê cười. Cuộc sống trên thế gian này cũng thế. Chúa trao cho mỗi người một vai trò, một nhiệm vụ, làm sao cho đúng với nhiệm vụ mình đã nhận lãnh với Thiên Chúa thì kết quả thành công. Không phải làm giáo hoàng mà nên thánh. Chúng ta thấy trong hội thánh từ trước tới nay là 265 vị giáo hoàng, mà thực sự chỉ có chừng 76 vị là thánh và 10 vị là chân phước. Vậy thì các vị khác thì sao? Chúa phán xét không giống như con người ta nghĩ đâu. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải lo đến sự chết. Có người bảo tôi còn trẻ mà, chưa chết đâu. Thử vào các nhà thương mà xem, những người trẻ chết thiếu gì. Vậy những người công giáo dù già dù trẻ, hãy lo dọn mình chết ngay từ bây giờ, kẻo muộn không kịp. Mà muốn dọn mình chết ngay từ bây giờ thì phải lo sửa soạn tâm hồn cũng ngay từ bây giờ. Muốn được ơn chết lành trong giờ sau hết thì chúng ta hãy bám lấy Đức Mẹ. Muốn bám lấy Đức Mẹ, tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ thì không gì bằng mổ mến chuỗi hạt mân côi của Đức Mẹ, tức là năng lần chuỗi mân côi. Muốn tỏ ra mổ mến chuỗi mân côi thì hãy đeo chuỗi hạt mân côi ở cổ, bỏ chuỗi mân côi trong mình. Làm được như vậy thì lúc nào mình cũng yên trí, không còn phải lo lắng gì nữa. Nhiều vị thánh khi đến giờ lâm chung miệng vẫn lăm râm lần chuỗi mân côi cho đến khi tắt thở. Ôi, hạnh phúc thay cho những người được dọn mình chết lành như vậy. Lời bàn: người khôn ngoan thì biết lo xa. Cuộc sống ở thế gian này chóng qua như nước chảy qua cầu, cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị cái chết luôn luôn. Ra đi rồi không bao giờ trở lại là chuyện bình thường. Mà muốn không còn lo lắng gì về cái chết thì tốt nhất là bám lấy Đức Mẹ, tức là bám lấy chuỗi mân côi. Đi đâu cũng mang theo chuỗi hạt mân côi bên mình thì lúc nào cũng yên trí. Dù đi xa xôi cách trở cũng không lo sợ, vì đã được bảo đảm Đức Mẹ sẽ cứu giúp chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Amen.